Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Thật lòng mà nói thì mình không có nhiều thời gian để mình dùng thật kỹ và đánh giá thật kỹ những chiếc điện thoại giá rẻ kiểu như vậy. Đây chính là con Realme C3, mức giá là 2.990.000 và sẽ được flash sale rồi là tặng rất nhiều quà trong cái đợt mở bán đầu tiên này tại Seoconet. Và mức giá cuối cùng để các bạn có thể mua được chiếc điện thoại này nó chỉ loanh quanh vào khoảng tầm 2.500.000 mà thôi, và cho phiên bản 3GB và 32GB bộ nhớ trong. Thì thật lòng mà nói, khi mà chúng ta nhìn vào một cái điện thoại giá rẻ, giá tốt thì các bạn sẽ phải đánh đổi một vài thứ, ví dụ như là cấu hình này, ví dụ từ cái màn hình này, hay là thiết kế bên ngoài, hay là những cái tính năng bên trong, thì cũng không có thứ gì quá đáng để mà nhắc đến cả. Thế nhưng mà quay đi quẩn lại thì mức giá nào nó vẫn sẽ có những cái đối tượng khách hàng nhất định của họ. Vậy thì với khoảng hơn 2 triệu, cụ thể khoảng 2.500.000 như thế, thì nó có những gì, trải nghiệm thực tế như thế nào và có nên mua nó hay là không? Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ đến cho các bạn một chút, cũng coi như đây là một bản đánh giá chi tiết sau vài ngày mình cũng thử dùng nó trong một vài những cái công việc nhất định. Và đây sẽ là những chia sẻ và những cái đánh giá của mình về cái điện thoại này. Bắt đầu nhá. Đầu tiên hãy nói về những cái điểm mạnh của nó và sau đó mình sẽ nói về những cái điểm yếu. Điểm mạnh đầu tiên chính là pin 5000 mAh, nhưng cái chính là nó vẫn giữ lại được một cái form khá là gọn, nó không bị quá dày, nó không bị kiểu bầu ra và nó cũng không khiến cho cái tay mình cảm giác nó bị nặng nề quá, bởi vì trọng lượng của cái này nó chưa đến 200 g, thế nên là mình vẫn có thể sử dụng nó một cách rất là bình thường hàng ngày, cầm nắm sử dụng nó mọi thứ đều ok, thậm chí là cái mặt lưng của nó như vậy làm nhám nhám lên á, thế nên là cũng không khiến cho các bạn kiểu tay nó bị trơn trong quá trình chúng ta cầm nắm sử dụng một cái điện thoại. Và rõ ràng pin 5000 nó là một cái điểm cộng rất lớn, bởi vì nó là quá trâu luôn. Nó trâu trong gần như là mọi tác vụ của bạn sử dụng. Ví dụ các bạn lướt web, Facebook thì nhẹ nhàng tầm 2 ngày. Hay là nếu như các bạn mà lâu lâu mà có chiến liên quân bắn PUBG thì kiểu gì nó vẫn phải trụ được đâu đó khoảng 6-7 tiếng on screen. Để chung là anh em chơi game hay là giải trí chứ con này, hay là sử dụng thông thường, thì pin nó là một điểm cộng quá lớn. Và rõ ràng ở cái tầm giá khoảng 2 triệu mấy như vậy, nếu mà ai mà muốn mua cho mình một cái điện thoại để backup, nghe gọi và để phải có một thời lượng pin thật sự rất là trâu, thì đây cũng là một sự lựa chọn quá ngon. Hay thậm chí là những anh em xe ôm công nghệ thì pin nó cũng là một thứ quyết định tất cả đến cái điện thoại này. Nên rõ ràng không thể phủ nhận được một điều, nó có một thời lượng pin quá tốt. Thứ hai chính là cái thiết kế. Bản thân mình đánh giá là nó là một trong những cái thiết kế vừa mắt nhất trong cái tầm giá này. Bởi vì thứ nhất là cái mặt lưng của nó không phải làm nhựa bóng. Mình không biết các bạn nghĩ sao, nhưng trong tầm giá này mà làm nhựa bóng thì nó vừa dễ xước, vừa bám dấu vân tay và nó sẽ chỉ đẹp khi các bạn chụp hình lên thôi. Chứ còn sử dụng thực tế thì nó không ngon. Làm cái mặt lưng kiểu như vậy thì các bạn cũng không bao giờ phải đắn đo quá nhiều về vấn đề phải lo ốp lưng, hay là lo kiếm miếng dán mặt lưng, hay là lo nó bị thế này bị thế kia, bởi vì rõ ràng là nó không bao giờ lo lộ dấu vân tay, không bao giờ lo bám lại những cái gì đấy nó kinh kinh trên cái điện thoại này, lau cái đi là sạch. Và cái cảm giác cầm nóng thì thực sự nó rất là tốt, nên thiết kế bản thân mình đánh giá là nó là một cái điểm khá là sáng trong cái tầm giá này. Ngoài ra thì mặt trước màn hình thì độ phân giải HD cộng, hay là tấm nền IPS LCD, giọt sương, viền bên dưới dày, nó một thứ gì đấy phải chấp nhận trong cái tầm giá này rồi, nên mình cũng sẽ bỏ qua luôn vấn đề đó nha. Điểm cộng tiếp theo nữa chính là cái hiệu năng của máy. Với Helio G70 thì bản thân mình đánh giá nó là một con chip mạnh. Điểm AnTuTu đã thể hiện tất cả rồi, khoảng hơn 180.000 điểm AnTuTu trong cái tầm giá khoảng 2 triệu mấy thì rõ ràng nó là một con số rất là kinh khủng. Cao hơn hẳn một vài những sản phẩm chạy chip Snapdragon trong cái tầm giá này. Nhưng Helio nó lại là một cái vấn đề mà nhiều người nên quan tâm về cái vấn đề gọi là trải nghiệm thực tế hơn là thông số. Và thật lòng mà nói thì khi mình test qua một vài tựa game cơ bản quen thuộc như là Liên Quân Mobile hay là PUBG Mobile, thì Liên Quân Mobile mình có thể mở được max setting, không được cái độ phân giải cao nhất, nhưng mà nói chung là vẫn max setting được. Mình đánh 5v5 thì đôi khi, mình dùng từ đôi khi ấy, nó sẽ có những đoạn nó bị sụt FPS xuống phát, xong nó quay trở lại ngay. Nó vẫn ổn định ở mức tầm khoảng 28, 29, 30 FPS, tức là nó mình nghĩ là nó liên quan đến vấn đề tối ưu của game nhiều hơn là liên quan đến vấn đề hiệu năng của máy. Nên bởi vì rõ ràng là nó xuyên suốt rất đều 30 FPS, sau đó đôi khi nó bị sụt trong một vài những pha combat gì đó nhất định chẳng hạn, thì có thể là tối ưu game không tốt, hay là cũng là cái cấu hình này mình bắn PUBG nó có thể mở được cái mức HD và FPS 30, thậm chí mức mượt FPS 40 chơi rất ngon, và những cái pha combat bắn biết các thứ nó cũng cực kỳ là ổn luôn. Nên bản thân mình đánh giá cái tiềm năng của con chip này tốt. Nhưng quan trọng là những cái tựa game, những cái ứng dụng nó có tối ưu được tốt cho nó hay không mà thôi. Thì vấn đề này thời gian nó sẽ trả lời tất cả.
Và hiện tại những con chip đầu bảng của nhà Helio, ví dụ như G90T, nó có đã tố rất tốt cho những cái tựa game quen thuộc hiện tại rồi. Thì mình tin là những cái sản phẩm kiểu như vậy, với G70 như vậy, thì nó cũng sẽ giúp cho các bạn có những trải nghiệm tốt hơn trong tương lai gần, sắp tới đây thôi. Nên rõ ràng nếu mà muốn có một trải nghiệm game ổn, thì đây mình nghĩ vẫn là một sự lựa chọn tốt trong cái tầm giá này. Anh em nghĩ sao? Và đến một cái cuối cùng nữa mình cảm thấy hài lòng được, đó chính là cái camera trên cái điện thoại này. Đương nhiên nó thiếu đi cái camera góc rộng thì nó là một cái điểm trừ khi mà một vài những sản phẩm khác trong tầm giá này có camera góc rộng. Nhưng nó, các bạn hiểu đơn giản là bổ sung thêm tính năng. Thì nếu không có tính năng đó thì chúng ta hãy tập trung vào một cái tính năng khác. Thì macro là một cái thú vui khi mà các bạn chụp hình trên cái điện thoại này. Quan trọng là các bạn có thích nó hay không mà thôi. Còn về cái chất lượng của camera chính thì mình cũng đánh giá là nó khá đủ trong những cái tác vụ sử dụng hàng ngày, khi mà các bạn chụp đủ sáng, chụp check-in, màu sắc, chi tiết các thứ đưa lại ok. Hay thậm chí một cái cũng nhỏ thôi, chính là cái camera selfie có 5 megapixel. Nhưng từ màu sắc, khả năng làm mịn da hay là cân bằng màu da, hay thậm chí là cái độ chi tiết của nó vẫn khá ổn trong cái tầm giá này, vẫn rõ ràng nó vẫn đủ để các bạn có thể khoe hình trên Facebook, hay là chúng ta thay avatar trên Zalo để mà đi cua gái, thay đổi hình trên Tinder mà lòe gái các thứ này nọ đấy, kiểu như vậy. Thì rõ ràng đây vẫn là một cái gì đó chấp nhận được trong cái tầm giá này. Nếu không muốn nói là trải nghiệm thực sự thì bản thân mình đánh giá là nó ok. Nên camera cũng là một thứ tiếp theo mà mình hài lòng. Rồi, thì đó là những cái thứ mà mình cảm thấy là ok. Bây giờ sẽ nói về những cái điểm trừ của nó. Điểm trừ thứ nhất chính là nó không có sạc nhanh. Sẽ rất khó để mà yêu cầu sạc nhanh được trong cái tầm giá này. Nhưng rõ ràng là đối thủ của nó có. Ví dụ như con Vsmart Joy 3, nhưng con này không có, thì đây là một cái điểm trừ. Cái thời gian sạc của nó vào khoảng tầm hơn 3 tiếng, thì đây là một cái thời gian mà mình nghĩ là cũng khá là lâu. Điểm trừ tiếp theo là nó không có cổng USB Type-C. Đây là năm 2020 rồi. USB Type-C nó không phải là một cái gì đấy nó quá lớn lao. Chỉ cần là Type-C thôi, không nhất thiết phải có sạc nhanh. Nhưng mà Redmi cũng đã không trang bị, thì đây cũng là một cái điểm trừ của cái sản phẩm này. Tiếp theo hơn nữa là trong quá trình sử dụng, khi các bạn vuốt trên cái màn hình này, các bạn sẽ cảm thấy đôi khi là nó cứ bị chậm. Và những cái thao tác phản hồi trên cái màn hình này là nó không mượt. Vấn đề này là nó không mượt nhé các bạn nhé. Tức là đây là vấn đề tối ưu của UI dựa trên cái nền tảng chip, chứ không phải là do cái sức mạnh của con chip. Tại vì rõ ràng con chip này nó quá mạnh, thừa sức chúng ta có thể xử lý được những cái animation trên cái điện thoại này một cách mượt mà hơn. Nhưng đây mình nghĩ là do vấn đề tối ưu của một cái thiết bị giá rẻ, cũng như là đây là thiết bị đầu tiên mà Realme chuyển sang một cái giao diện mà họ gọi là Realme UI. Thế nên là những cái animation như thế này chúng ta vẫn có một niềm tin là sẽ được cập nhật để nó mượt mà hơn trong những thế hệ tiếp theo. Và đây cũng là một cái điểm trừ mà mình nghĩ rằng lần đầu tiên khi các bạn chạm vào, các bạn sẽ thấy nó hơi bất ngờ nhẹ. Nhưng mà dùng quen rồi thì lại thấy nó bình thường, không sao cả. Cũng như một cái điểm trừ cuối cùng thì mình nghĩ rằng nên thay cái camera macro bằng cái camera góc rộng. Tại vì đi chơi, chụp hình, góc rộng nó vẫn vui hơn so với việc đấy là dí sát vào một cái gì đó để chụp hình lấy một cái chi tiết. Macro nó là một cái thú vui, nhưng mà không vui bằng cái camera góc rộng. Khẳng định luôn là như thế. Nên là mong rằng Realme có thể thay đổi, hoặc cũng có thể là Realme sẽ ém hàng con camera góc rộng trong thế hệ sau chẳng hạn. Sắp tới sẽ là Realme C4 trong năm sau, kiểu như thế. Nói chung là một sản phẩm giá tốt như Realme C3 mà chúng ta có pin tốt, màn lớn, hiệu năng ok, chơi game ok, camera đủ dùng, vậy thì có lẽ cũng không thể nào đòi hỏi được thêm nhiều nữa, đúng không? Đó, vậy thì các bạn nghĩ sao về cái điện thoại này, về con Realme C3 này? Lưu ý một chút là cái phiên bản với mức giá khoảng 2,5 triệu sau khi trừ hết quà tặng tại 7S thì nó sẽ có 3GB RAM và 32GB bộ nhớ trong. Đây là một cái thông số RAM mình nghĩ là cũng quá đủ trong cái tầm giá này rồi. Và các bạn nghĩ sao? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye. Realme trước đây như là Realme C1, Realme C2 kỷ lục bán hàng tại Việt Nam luôn đấy, rất kinh khủng. Và bây giờ mình nghĩ là Realme C3 cũng ổn được như thế. Ok.